mình đầu tư bất động sản ở bất kỳ đâu, hãy tư duy như thể mình là người dùng cuối cùng. Nếu như mình mua ở đây mà anh chị bảo là chỉ là mua để lướt sóng thôi ấy, thì ai là thằng cuối cùng để ở? Thì lúc đấy chỉ là đầu cơ thôi, và đầu cơ như thế tỷ lệ thất bại rất cao. Cho nên bất kỳ chỗ nào tôi mua như thể mai tôi dọn đi ở luôn. Bởi vì là gì? Mình phải tư duy là cái người dùng cuối cùng là người ta có thực sự mong muốn ở đấy không. Nếu còn lại đầu tư mà mình bảo là chỉ để đầu tư thôi, mình không ở đấy đâu, mẹ thích bán cho thằng nào, bán cho mày, đúng không anh em?